Đây là khu du lịch cáp treo Đà Lạt ở đồi Robin. Cáp treo Đà Lạt. Anh để cái này chấm chữ. You move too fast. Đây, đang đi cáp treo Đà Lạt đây. Đây là thiền viện Trúc Lâm. Đây là vườn hoa của thiền viện Trúc Lâm. Giống như bông giả. Đố biết là cái gì. Có vàng cho nó leo lên ra bông. À đây rồi. Móng cọp xanh. Philippines jade. Đây là thêm mấy cây bonsai. Đẹp không? Quá đẹp.